câu lạc bộ Queen X khám phá phép thuật nước Ý. Ngôi đền Valadia. Mau nói cho tụi mình là cậu đã nghe thấy gì đi. Giọng nói nói điều gì đó về một ngôi đền được chạm khắc bằng đá rắn nằm ở miền trung nước Ý. Hãy mau kiểm tra đi. Đền Valadia là một ngôi đền màu trắng bằng đá cẩm thạch được xây dựng bên trong một ngọn núi bởi kiến trúc sư nổi tiếng Giuseppe Valadia. Viên ngọc thứ năm chắc chắn là ẩn giấu đâu đó trong đây. Blum nói đúng, ai sẽ cùng đi tới đó với mình? Mình nè. Tụi mình hiện đang bay qua khu vực công viên tự nhiên Colla della Rosa và Fra Sassi. Thung lũng này ẩn giấu một thế giới khác bên dưới bề mặt, một mê cung hang động. Phong cảnh ở đây thật tuyệt vời. Mình nghĩ là mình đã nhìn thấy ngôi đền. Chúng ta hãy đến xem kỹ hơn đi. Wow, được nhìn tận mắt mới thấy tuyệt làm sao. Thật khó mà tin được ngôi đền này đã có từ 200 năm trước rồi. Cách đây rất lâu, mọi người trốn trong những hang động này để tránh những kẻ xâm lược. Xin chào. Các nàng tiên thật xinh đẹp. Mình nghe rằng vào những ngày lộng gió, tiếng gia nghe như âm thanh của thiên thần ca hát. Nè đừng quên, chúng ta đang đi tìm viên ngọc đó. Hãy qua kia nhìn thử đi. Đây chính là đền thờ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, nơi từng là tu viện của các nữ tu dòng biển đất đó. Blum, nhìn kìa, một bức tượng của Đức Mẹ Maria cùng với hài nhi của người. Dù ở đây không có viên ngọc, nhưng vẫn đẹp đến bất ngờ. Cậu tìm thấy gì sao? Là một bản nhạc, nhưng thấy kỳ kỳ. Ý cậu là sao? Hả? Vài nốt nhạc bị biến mất. Vậy tụi mình điền vô lại đi. Đô 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 re fa si đô. Mình xướng âm có hơi sai nên một khuôn nhạc biến mất rồi. Thử lại đi. Đô 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 re fa si si mi re fa. Không đúng, và giờ mình chỉ còn một cơ hội để thử thôi. Bình tĩnh đi Musa, đừng nghĩ về bất kỳ cái gì khác ngoài âm nhạc hết. Do 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 re fa si 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 mi re do si mi fa. Khoan đã, có thể đúng là nó. Đó là bản Papier di Siviglia, một vở opera do Giacchino Rossini viết. Đúng rồi, ông ấy được sinh ra ở gần khu vực này, trong thị trấn Pesaro. Do 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 re fa si 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 mi re do si mi re do si mi fa son son do. Giỏi lắm Miêu Sa, thành công rồi, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Chúng ta phải kể với mọi người về cuộc phiêu lưu này mới được. Chúng ta có thể quay trở lại đây nữa không? Tất nhiên. Bảo tàng lịch sử âm thanh và đàn dương cầm cũng nằm ở gần đây nữa. Và mình cũng muốn tới đó. Và ở lần thử cuối cùng, mình nhận ra đó là Rossini, một nhà soạn nhạc nổi tiếng ở thành phố Marchi. Figaro, Figaro, Figaro. Miêu Sa của chúng ta thật là am hiểu âm nhạc.
Cảm ơn. Nhưng trong những chuyến đi, mình nhận ra am hiểu về cái gì đó vẫn chưa đủ. Bản thân cậu cần phải đặt trái tim của mình vào đó nữa. Chúng ta ngày càng tiến gần về đích để tìm ra tất cả những bí ẩn này rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có sao không vậy, Tekna? Mình nghe thấy giọng nói. Nó đang nói với mình. Vậy lần này thì chúng ta sẽ đi đâu? Đến một trong những nơi yêu thích của mình.